Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Bốn thầy trò Đường Tăng vừa đi được một lúc thì nhìn thấy một xóm trại ở phía bắc đường cái. Tam Tạng cầm roi trỏ ra nói: "Các con ơi, chúng ta đến nơi đó hỏi trọ xem." Phải đấy sư phụ ạ." Chẳng mấy chốc đã đến bên xóm trại, xuống ngựa xem, đúng là một nơi sầm uất. Tam Tạng đi lên trước, chợt thấy một ông già từ trong cổng xóm đi ra, liền đến gặp mặt, ngỏ lời chào hỏi. Ông già đáp lễ xong rồi nói: "Nhà sư ở xứ nào tới đây?" "Bần tăng là người nước Đại Đường bên Đông Thổ, khâm sai sang Tây Thiên cầu kinh. Đi qua quý xứ trời đã về chiều, nên mới đến nhà đây xin nghỉ trọ một tối. Từ quý xứ đến nơi chúng tôi đây, đường xá xa xôi, làm thế nào mà một mình một ngựa trèo non lặn suối tới đây được?" "Bần tăng có 3 đồ đệ đi theo ạ." "Thế các vị cao đồ đâu?" Tam Tạng lấy tay trỏ về mé đường cái nói: "Những người đứng ở kia là đồ đệ của bần tăng." Ông già nhìn theo, thấy bọn họ tướng mạo xấu xí, vội vàng quay mình đi vào trong. Đường Tăng giữ lại nói: "Lão thí chủ ơi, xin rủ lòng từ bi cho trọ một đêm." Ông già run lập cập, lắc đầu xua tay nói: Chẳng phải là người, là mấy con yêu tinh." Tam Tạng mỉm cười nói: "Thí chủ không nên sợ hãi, đấy là đồ đệ tôi, chứ không phải là yêu tinh." "Sư trưởng ạ, một người trông như dạ xoa, một người thì mặt ngượng, một người trông như thiên lôi thế kia, cũng là đồ đệ của người cả." Hành giả thính tai nghe ông già nói vậy, liền đứng ngay chỗ đường cái quát lên: "Thiên lôi là con cháu ta, dạ xoa là chất ta, mặt ngựa còn là cháu năm đời của ta." Ông già nghe thấy hành giả thét lên như vậy, sợ hết hồn hết vía, mặt tái mét đi, chỉ chực chạy trốn thôi. Tam Tạng vội vàng bước đến, đỡ lấy ông già cùng đi vào trong nhà, khuyên giải nói: "Lão thí chủ đừng sợ hãi, chúng đều thô lỗ thế cả, không biết nói năng gì đâu, xin thí chủ bỏ qua cho." Đang nói như vậy, lại thấy một bà già dắt một đứa bé độ chừng 5-6 tuổi ở đằng sau đi ra hỏi: "Ông ơi, có chuyện gì mà sợ hãi thế?" "Không gì đâu, bà lấy nước mời khách đi." Nghe ông già nói vậy, bà già mới buông đứa trẻ ra, đi vào trong nhà bưng 2 chén chè mời Đường Tăng. Uống chè xong, Đường Tăng mới đến chào bà già và nói: "Bần tăng là người bên Đông Thổ, vừa đi qua quý xứ vào tôn phủ đây xin nghỉ trọ một đêm. Chỉ vì 3 người đồ đệ xấu xí nên ông nhà trông thấy hơi ngại đấy thôi." "Ông già ơi, thấy người xấu xí mà đã sợ hãi như vậy, ngộ nhỡ gặp con hổ thì ông làm thế nào?" "Bà nó chưa biết, mặt mũi xấu xí đã đành, chứ nói năng mới thật đáng sợ. Y quát tháo nói, thiên lôi chỉ là con cháu y, dạ xoa chỉ đáng là chất, mặt ngựa là cháu chất năm đời. Thấy thế tôi mới hoảng sợ như vậy." "Thưa thí chủ, không phải thế. Người tựa thiên lôi kia là đại đồ đệ của tôi, tên là Tôn Ngộ Không. Người tựa mặt ngựa kia là nhị đồ đệ, tên là Chư Ngộ Năng. Người tựa dạ xoa kia là tam đồ đệ, tên là Sa Ngộ Tĩnh. Bọn chúng tuy là xấu xí, nhưng đã theo đạo Sa Môn quy y thiện quả. Không phải ma thiêng quỷ dữ gì đâu mà phải sợ hãi như vậy." Nghe Đường Tăng nói như vậy, hai ông bà mới yên tâm bảo: "Vậy thì xin mời vào cả đây." Đường Tăng quay ra cửa, gọi 3 anh em Ngộ Không đến và dặn: "Vừa rồi ông bà già rất kinh chúng con, bây giờ đến gặp người ta, chớ có hỗn láo." Nghe dặn xong, 3 người liền quẩy hành lý dắt ngựa đến nơi nhà danh, lễ phép chào hỏi chủ nhà. Bà già thấy 3 anh em Ngộ Không cũng có vẻ tử tế, liền bảo người nhà sửa soạn cơm chay. 4 thầy trò ăn cơm xong, ông già cho thắp đèn lên, ngồi chuyện trò với Đường Tăng. Trong khi chuyện trò, Đường Tăng có hỏi đến họ tên của ông chủ nhà. Ông cụ nói: "Không dám, không dám, tên tôi họ Dương, năm nay 74 tuổi rồi." "Thế ông bà được mấy cậu con trai?"
Tôi chỉ có một cậu con trai thôi. Còn thằng bé theo sau bà lão lúc nãy là cháu nội tôi đấy. Sao không mời cậu ấy ra chơi nói chuyện? Sư trưởng à, nhà này xấu số không dạy nổi nó. Bây giờ nó không biết đi đâu rồi. Mà dù nó có ở nhà cũng chẳng đang gặp mặt đâu. Thưa cụ, cậu nhà ta làm ăn ở đâu? Nghe thấy Đường Tăng hỏi câu đó, ông già lắc đầu thở than. Ôi đáng thương, nếu mà nó biết đi đâu buôn bán đã là cái phúc cho nhà tôi. Nó chuyên chỉ đi làm điều ác, không thiết làm ăn, toàn là ăn cướp đón đường, giết người đốt nhà, chỉ chơi bời với những quần mèo đường chó điếm. Đi đầu đâm mấy hôm nay chưa thấy về. Tam Tạng nghe nói xong không dám hé răng, trong bụng nghĩ thầm. Biết đâu tên cướp bị ngộ không đánh chết lại là người ấy chăng? Vì trong lòng lo lắng không yên nên Đường Tăng lẩm bẩm nói. Lạ nhỉ, cha mẹ hiền lành như vậy sao lại sinh con ác nghiệt thế kia? Hành Đả đến gần nói với ông già. Thưa cụ, đứa con bất lương bất hiếu trộm cướp tà dâm như thế chỉ tố khổ lụy hai ông bà thôi. Để tôi giúp người bắt hắn đánh chết quách đi cho rảnh. Sư trưởng à, tôi cũng muốn tử nó đấy, nhưng không có đứa thứ hai. Thôi thì dù là hư hỏng cũng đành phải nuôi vậy, để sau nó đắp điếm cho cái thần già này. Bát Giới ở cạnh cười lên nói Hành Giả. Sư huynh ơi, anh không phải là quan phủ, chớ dây vào việc người. Nhà họ Đức không muốn thì bận gì đến mình. Thôi thôi, hãy đi nói với thí chủ cho xin ít cỏ khô, chạy cứ ở đâu đây mà ngủ, sáng mai còn đi sớm. Nghe Bát Giới nói vậy, ông già liền đứng dậy bỏ Sa Tăng ra vườn sau lấy hai bó rơm và chỉ cho họ đến ngủ ở bên lều danh trong vườn. Thế là Hành Giả dắt ngựa, Bát Giới quẩy hành lý, cùng sư phụ đến cả nơi lều danh nghỉ ngơi. Lại nói về toán cướp kia, trong đó có hai tên tướng đã bị Hành Giả đánh chết ở trên núi từ hồi sáng sớm, còn bọn lâu la thì chạy liều mạng tản mát khắp nơi. Ước chừng vào hồi canh tư, chúng lại kết tụ một bọn đưa về nhà gọi cửa. Ông già nghe thấy tiếng gọi, vội mặc áo và nói, bà ơi, quần ấy đến ấy. Nếu là con mình về thì ông ra mở cửa cho nó vào. Ông già vừa mở cửa ra, đã thấy bọn kẻ cướp kêu inh ỏi lên. Đói rồi, đói rồi. Thằng con nhà ông già Dương vừa vào đến trong nhà, đã đi gọi ngay vợ dậy lấy gạo thổi cơm. Nhưng dưới bếp không có củi nữa, nó phải ra vườn sau lấy củi lên. Khi nó trở vào trong bếp, liền hỏi vợ. Con ngựa trắng buộc ở vườn sau là của ai thế? Đấy là của vị sư bên Đông Thổ đi lấy kinh. Chiều hôm qua xin đến đây ngủ trọ. Ông bà nhà mình thiết đãi một bữa cơm chay xong, hiện nay đang cho họ ngủ ở trong lều danh kia. Ông chủ nhà nghe nói vậy liền quay về nhà trên vỗ tay kêu lên. Anh em ơi, may quá may quá, lũ oan gia ở trong nhà ta đây. Oan gia nào thế? Chính là lão sư đánh chết tướng của chúng ta đấy, hiện đang ngủ ở dưới nhà danh kia kìa. Thế thì phải bắt lấy mấy con lừa trọc này, bầm bầm nát thịt từng đứa. Một là lấy được hành lý ngựa bạch, hai là báo thù cho ông hoàng chúng ta. Này này, chớ nên hấp tấp, các cậu hãy đi mài dao đi, tớ đi thổi cơm ngay bây giờ đây. Mọi người ăn no đã rồi sẽ làm việc. Lúc này ông già tuy nằm xuống nhưng chưa ngủ được, nghe thấy chúng bàn nhau như vậy, khẽ lẻn ra vườn sau gọi bốn thầy trò Đường Tăng dậy nói. Sư trưởng à, thằng con trai tôi đã đem người về đây. Biết rằng các vị ở đây, chúng định đến giết đấy. Già này nghĩ là các vị ở xa đến, không nỡ để các vị bị hại. Mau, thu xếp hành lý ngay, tôi sẽ dẫn các vị ra lối cửa sau. Tam Tạng vừa nghe nói, đã run lên cầm cập. Vội vàng cúi đầu lễ tạ ông già xong, liền gọi Bát Giới dắt ngựa, Sa Tăng quẩy hành lý, Hành Giả cầm cây tích trượng chín vòng, theo ông già từ lối cửa sau chạy trốn. Sau khi tha cho họ đi, ông già lại lẳng lặng trở về đi ngủ. Nhưng trong khi vội vàng, ông già đã quên đóng cổng sau lại.
bọn cướp kia mài xong giáo mác và đánh cho một bữa no say. Vào lúc canh năm, chúng kéo nhau đi tới vườn sau nhòm ngó. Không thấy gì hết, vội vàng đốt đèn lên. Tìm kiếm mãi hồi lâu, vẫn không thấy dấu vết gì. Lúc chúng lần đến cổng sau, thì thấy cửa cổng mở toang ra. Chạy trốn rồi, chạy trốn rồi! Bọn chúng vừa kêu lên, vừa cùng nhau chạy đi đuổi theo. Tất cả đều chạy nhanh như bay, đuổi theo cho đến khi mặt trời đã mọc, mới trông thấy bốn thầy trò Đường Tăng. Lúc này Đường Tăng đang đi đường, chợt nghe thấy tiếng quát tháo, vội ngoảnh đầu nhìn, thì thấy đằng sau có độ 20-30 người vác giáo gươm lũ lượt kéo tới. Đường Tăng vội vàng gọi, đồ đệ hạ, quân giặc theo tới rồi, làm sao bây giờ? Sư phụ cứ yên tâm, lão tôn đã biết chúng đến rồi. Ngộ không ạ, chớ có giết người, chỉ dọa nạt cho chúng chạy đi thôi. Hành giả chẳng nói thêm câu gì, cầm cây gậy sắt quay trở lại, chặn trước mặt bọn cướp nói, các vị đi đâu thế? Thằng chọc kia chớ có vô lễ, trả mạng đại vương ta đây. Cả bọn cướp ập đến vây chặt lấy hành giả, giơ gươm giáo chém phứa đâm bừa đi. Hành giả cầm cây gậy sắt, vút một cái đánh vào bọn cướp như sao xa mây tàn. Đứa nào bị quẹt phải là gãy xương, cọ qua là rách thịt. Mấy đứa danh vật còn chạy thoát được, những thằng ngu si chậm chân đều đi chầu Diêm Vương hết. Tam Tạng ngồi trên mình ngựa thấy hành giả một lúc đánh chết nhiều người như vậy, vội vàng phóng ngựa sang phía tây. Chư Bát Giới và Sa Tăng cũng bám dịt chạy theo. Hành giả túm áo một tên cướp bị thương lên hỏi, đứa nào là con trai lão tướng? Tên cướp rên rỉ trỏ vào đám xác trên nói, dạ thưa, đứa mặc bộ đồ vàng là nó kia kìa. Hành giả đi lên, giật lấy con dao, cắt đầu tên cướp mặc đồ vàng, túm tóc xách trong tay, chạy đến trước mặt Đường Tăng, quẳng cái đầu xuống nói, sư phụ ạ, đây là thằng nghịch tử nhà ông Già Dương, bị lão tôn cắt đầu đem về đây. Tam Tạng trông thấy, kinh sợ choáng váng, ngã lăn từ trên ngựa xuống, mồm thì quát mắng, con khỉ khôn kiếp, làm ta chết khiếp rồi, cầm ngay đi, cầm ngay đi. Bát Giới chạy lên, lấy chân đá đầu lâu lăn xuống cạnh đường, cầm đinh ba xúc đất phủ lên. Sa Tăng để hành lý xuống, đỡ Đường Tăng ngồi dậy. Lúc này, Đường Tăng đã lại hồn, miệng lẩm nhẩm đọc vài thần chú xiết vành đai, làm cho đầu hành giả bị đau thắt lại, mặt mũi đỏ gay, mắt sưng đầu loạn, dãy giụa ở dưới đất kêu là, đừng động nữa, đừng động nữa. Nhưng Tam Tạng lại đọc luôn chục lần nữa. Hành giả đau quằn quại, lăn lộn, đau quá không chịu được kêu lên, sư phụ tha tội cho con, có chuyện gì thì nói ra, đừng đọc nữa. Đến đó, Tam Tạng mới thôi đọc và nói, chẳng có chuyện gì đang nói, ta không cần mi theo ta nữa, mi hãy về đi. Hành giả gượng đau dập đầu hỏi, sư phụ, tại sao người lại đuổi con? Cái tuồng khỉ khốn kiếp nhà mi hung ác quá chừng, không xứng đáng là người lấy kình. Hôm qua mi đã đánh chết hai tên tướng cướp ở dưới sườn núi, ta đã trách mi là bất nhân. Khi bàn chiều đến nhà ông trưởng già, người ta đã cho ăn cho ngủ, lại được ông già mở cửa sau tha cho chúng mình trốn đi thoát chết. Dù con trai người ta bất chính, nhưng không can gì đến mi, cũng không được bêu đầu người ta, huống chi lại đánh chết nhiều người như vậy. Đã mấy mươi lần khuyên ngăn, mi vẫn không có chút thiện ý. Ta cần mi làm gì nữa? Xéo ngay đi, xéo ngay đi, chớ để ta phải đọc thần chú. Hành giả sợ Đường Tăng lại đọc nữa, vội nói, đứng đọc, con đi đây. Chưa biết hành giả đi về phương nào, xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau. Hành giả bị Đường Tăng đuổi đi vì đã đánh chết bọn cướp ở ngang đường. Đang định bay mây trở về động Thủy Liêm trên núi Hoa Quả, nhưng lại e lũ tiểu yêu ở trong động chê cười cho. Muốn đi lên thiên cung, lại sợ trên thiên cung không cho ở lâu. Muốn ra ngoài hải đảo, nhưng lại thấy ngượng với các thần tiên ở ngoài đảo đấy. Mà xuống dưới Long Cung, lại không muốn luồn lụy cầu cạnh Long Vương.
đến nông nỗi này thực là không còn nương tựa vào đâu nữa. Hành giả dầu dĩ nói một mình, thôi thôi, ta lại trở về với sư phụ vậy. Hành giả ở trên mây bước xuống, đến khép nép nói với Đàm Tạ, sư phụ tha cho đệ tử lần này, từ sau con không dám hành hung nữa, nhất nhất xin vâng theo lời sư phụ dạy bảo, trông mong lại được bảo hộ thầy sang Tây Thiên ạ. Tam Tạng không thèm trả lời, lấm nhấm đọc luôn 20 lần câu thần chú xiết vành đai, xiết cho hành giả lăn kình ra đất. Cái vành lắn vào trong thịt sâu hơn một tấc, mới ngừng đọc và hỏi, mi không đi, định trở lại quấy rối ta phải không? Sư phụ đừng đọc, con đã có chỗ qua ngày đoạn tháng, chỉ lo không có con thấy không sang được Tây Thiên. Tam Tạng nổi giận mắng, cái đồ con khỉ nhà mi giết người hành hùng làm liên lụy đến ta bao nhiêu lần rồi, ngày nay quyết không cần mi nữa, ta đi được hay không không bận gì đến mi, xéo ngay đi. Nếu nhà ngươi còn bám gì ta thế này, ta lại đọc thần chú bây giờ sẽ thắt cho mi phọt óc ra. Hành giả đau đớn không chịu được, thấy sư phụ lại không chịu hồi tâm, chẳng biết làm thế nào, đành lại lội lên trên mây, lững thững đứng trên trời. Nhưng chợt nghĩ ra nói, hòa thượng kia đã phụ lòng ta, ta sẽ đến núi Phổ Đà kiện với Quan Âm Bồ Tát. Hành giả quay đầu trở lại, chỉ độ nửa giờ sau đã đến Nam Hải, dừng mây lại trên núi Lạc Già, đi thẳng vào trong rừng trúc tía. Chợt thấy Mộc Cha đã đến trước mặt làm lễ và chào hỏi, đại thánh đi đâu? Muốn gặp Bồ Tát đây. Biết là hành giả muốn gặp Quan Âm, Mộc Cha lập tức dẫn hành giả đến động chào âm. Lại thấy Thiện Tài đồng tử làm lễ hỏi, đại thánh đi đâu? Có việc cần kiện Bồ Tát. Thiện Tài đồng tử nghe đến tiếng kiện, bèn cười lên và nói, rõ là con khỉ điêu toa vẫn chẳng khác gì hồi xưa. Bồ Tát ta là một vị đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn vô lượng vô biên, có điều gì không phải mà nhà ngươi định kiện người nào? Trong người hành giả đã uất ức sẵn, nay nghe thấy Thiện Tài đồng tử nói câu ấy, điên tiết lên quát to một tiếng, làm cho Thiện Tài đồng tử lui xa mấy bước. Hành giả lại mắng tiếp, cái thằng nhiệt xúc quên ơn bội nghĩa này thực là ngu đột. Cái thời mi tắc quái thành tinh, ta mời Bồ Tát đến thu phục mi, cho mi theo chính tu đạo, bây giờ được trường sinh cực lạc thế này, ung dung sung sướng hưởng thọ ngang trời. Đã không lễ tạ lão tôn thì thôi, lại còn khinh nhường ta thế ư? Ta có việc đến gặp Bồ Tát kiện cáo, cớ sao mi dám bảo ta điêu toa đi kiện Bồ Tát? Thấy hành giả phát cáu, Thiện Tài đồng tử liền cười xòa và nói, ta mới đùa nhà ngươi một tí thôi, làm gì mà phải pháp khủng lên như vậy. Giữa lúc đó, bỗng thấy con vẹt trắng bay lượn ra lượn vào, biết là Quan Âm Bồ Tát gọi. Mộc Cha và Thiện Tài đi trước dẫn lối đến dưới đài sen. Hành giả trông thấy Quan Âm Bồ Tát, vừa cúi mình sụp lại, đã không nhịn được hai hàng nước mắt trào ra và khóc òa lên. Quan Âm bảo Mộc Cha và Thiện Tài đồng tử đỡ dậy, rồi nói, Ngộ Không, có việc gì thương tâm cứ nói ra đây, đừng khóc đừng khóc, ta sẽ cứu khổ tiêu tai cho nhà ngươi. Hành giả lại thêm hai lại sao nước mắt nói, xưa cái đệ tử chưa hề chịu bực bội thế này bao giờ. Từ khi ơn Bồ Tát giải thoát tai trời, theo đạo Sa Môn bảo hộ đường tăng sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh, đệ tử con đã quên mình liều mạng giải cứu ma chứng cho đường tăng, khác nào trong miệng hùm dữ mói xương họng, trên cật thùng luồng lật bấy tưới, chỉ trông mong theo chân chính quả rửa nghiệt trừ tà. Ngờ đâu vị sư trưởng bội nghĩa quên ơn, chỉ mê vì một tấm lòng thiện duyên, không hề xét đến sự việc đen trắng ạ. Thế nhà ngươi hãy kể rõ nguyên nhân đen trắng cho ta nghe nào. Hành giả liền đem chuyện đánh chết tụi giặc cỏ tường thuật lại một lượt, lại nói, chỉ vì đệ tử đánh chết nhiều người, đường tăng sinh lòng oán hận, không phân đen trắng, liền đọc thần chú xiết vành đai mấy lần đuổi con đi, khiến cho đệ tử lên trời không có lối, xuống đất chẳng có đường, phải đến kiện với người đây. Nghe hành giả kể xong, Quan Âm Bồ Tát nói, đường Tam Tạng phụng chỉ sang Tây Thiên, một lòng tu hành giữ điều thiện, quyết không bỏ qua việc làm hại tính mạng ai. Như nhà ngươi đây đã có thần thông quảng đại như vậy, cần gì phải giết nhiều giặc cỏ. Bọn chúng tuy là bất lương, nhưng dù sao vẫn là thân người, không
không nên đánh chết. So với loài chim yêu thú quái thì là khác. Đánh chết được chúng là công nhà ngươi. Nhà ngươi gặp bọn cướp, cứ đuổi chúng chạy đi là cứu được sư phụ rồi. Nhưng nay đã đánh chết con người. Theo ta công luận, nhà ngươi là người bất thiện. Hành giả nuốt nước mắt cúi đầu nói, dù đệ tử có là kẻ bất thiện cũng nên đem công trừ tội chứ, không nên đuổi con như vậy. Muốn trông Bồ Tát rủ lòng từ bi, đọc bài thần chú buông vành đai, tháo vành vàng trên đầu đệ tử ra, trao trả lại cho người, tha cho con trở về động Thủy Liêm lánh mình. Không được, câu thần chú xếp vành đai là do Như Lai truyền cho ta. Hồi đó, người sai ta sang Đông Thổ tìm người lấy kinh, trao cho ta 3 thứ bảo bối, tức là áo cà sa cẩm lan, gậy tích trượng 9 vòng, 3 chiếc vành vàng thắt xiết. Chỉ truyền cho ta bài thần chú ấy thôi, chứ đâu có thần chú buông vành đai gì. Đã vậy, con xin cáo từ Bồ Tát đi nơi khác. Nhà ngươi từ biệt ta định đi đâu? Con sang Tây Thiên kiện đến Đức Như Lai, cầu người đọc chú buông vành đai đây. Không cần thế, nhà ngươi hãy ở đây, ta sẽ xem việc lành giữ cho nhà ngươi thế nào đã. Bồ Tát ạ, chẳng cần phải xem xét gì đâu, chỉ có điểm bất tường như thế này thôi. Ta không xem cho nhà ngươi, mà xem việc lành giữ cho Đường Tăng. Quan Âm Bồ Tát ngồi ngay ngắn trên tòa sen, vận tâm thần ra 3 cõi, đưa mắt tuệ nhìn xa khắp vũ trụ. Trong một loáng, người mở miệng nói, Ngộ Không, chỉ trong khoảnh khắc sư phụ nhà ngươi sẽ gặp tai nạn chết người, chẳng bao lâu sẽ phải đến tìm nhà ngươi. Vậy nhà ngươi hãy cứ ở đây, để ta nói với Đường Tăng nhận lại ngươi đi lấy kinh cho được thành chính quả. Nghe Quan Âm Bồ Tát cho biết như vậy, cơn tức giận của hành giả nguôi hẳn xuống, khoanh tay đứng chờ dưới đài sen. Lại nói về Đường Tăng, sau khi đuổi hành giả về, lúc này đang bảo Bát Giới dắt ngựa, Sa Tăng quẩy hành lý, cả con ngựa bạch là 4, tiếp tục đi sang bên Tây Thiên. Đi chưa được 50 dặm, Đường Tăng dừng ngựa lại gọi, đồ đệ ơi, từ lúc canh năm đã rời khỏi thôn xá, lại bị Tị Mã Ôn kia làm cho ta bực tức. Nửa ngày trời vừa đói vừa khát, trong 2 chúng con ai đi xin ít cơm chay về ăn đi. Thế thì mời sư phụ hãy xuống ngựa, để con đi xem có thôn xóm nào sẽ đến xin cơm về cho thầy ăn. Nói xong, chàng ngốc nhảy lên trên mây xem xét kỹ càng, thấy bạt ngàn núi non, chẳng hề có nhà cửa. Bát Giới ở trên mây bước xuống nói với Đường Tăng, sư phụ ạ, con đã trông khắp mọi nơi, tuyệt không có thôn xóm, không có chỗ nào xin cơm đâu. Đã không có chỗ xin cơm, hãy đi lấy ít nước uống cho đỡ khát vậy. Được được, để con ra khe suối đằng nam kia lấy ít nước về cho thầy uống nha. Bát Giới nói xong, liền cưỡi mây đi thẳng. Lúc này, Sa Ngộ Tĩnh đỡ Đường Tăng xuống ngựa, ngồi bên cạnh đường chờ đợi. Mãi hồi lâu không thấy Bát Giới trở về, mà Đường Tăng thì khát đến nỗi miệng xe lưỡi đắng. Sa Tăng đứng bên thấy Tam Tạng khát đói ghê gớm như vậy, trong lòng không đành, liền bước lên nói, sư phụ ạ, người hãy ngồi yên ở đây, để con đi dục Bát Giới lấy nước đây. Đường Tăng chỉ nuốt lệ ngồi yên, gật đầu đồng ý. Sa Tăng vội cưỡi mây cũng đi về núi bên nam. Tam Tạng ngồi là một mình, nhịn nói nhịn khát rất nỗi khổ cực. Giữa lúc đó, chợt nghe thấy một tiếng gọi. Tam Tạng giật mình ngoảnh lại nhìn. Té ra là Tôn Hành Giả quỳ ở bên đường, hai tay bưng cái chén sành nói, sư phụ không có lão Tôn, đến hớp nước cũng không có mà uống. Đây có chén nước mát, thầy hãy uống tạm cho đỡ khát đã, để con lại đi xin cơm chay cho thầy ăn. Ta không uống nước của mi, dù có chết khát ngay cũng đành phó thác mệnh trời. Ta không cần mi, mi xéo đi. Nhưng không có con, người không sang Tây Thiên được. Sang được hay không, chẳng can gì đến mi. Còn khỉ khôn kiếp, sao cứ đến quấy rối ta mãi thế hở? Cái tuồng chọc khốn kiếp độc ác nhà ngươi, thật khinh ta quá thể. Hành giả phát cáu quát mắng lại,
quẳng cái chén sành đi, giơ gậy sắt lên nhằm lưng Đường Tăng siết mạnh một cái. Đường Tăng ngất thiểu người ngã lăn xuống đất. Hành giả thò tay xách lấy hai cái tay nải bằng nỉ xanh, lộn lên trên mây bay đi đằng nào mất. Lại nói đến chàng ngốc tay cầm cái bát tộ chạy xuống sườn núi bên nam, chợt trông thấy ở hốc núi có một cái nhà danh. Đấy là vì lúc ở trên mây nhìn xuống bịt núi che khuất nên không trông thấy, bây giờ đến gần mới biết là có nhà ở. Chàng ngốc nghĩ, mặt mũi mình xấu xí thế này, họ trông thấy sẽ chết khiếp đi, làm gì còn xin được cơm cháy. Vậy chẳng hóa ra là mệt sức lại tòi công. Cần phải biến hóa mới xong, phải biến hóa mới xong. Nghĩ rồi, chàng ngốc tay cầm quyết, miệng đọc thần chú, nhao mình đi 7-8 lượt, mới biến ra một vị hòa thượng ốm yếu da vàng sạm, rên rên thở thở đi đến gần cửa kêu xin. Thí chủ ơi, trong bếp có cơm thừa, ngoài cửa có kẻ đói. Bần tăng từ bên đông thổ tới đây, sư phụ tôi đói khát đứng chờ ngoài đường kia kìa. Trong nhà có cơm nguội vét nồi, dám mong cho xin chút ít. Trong gia đình này, đàn ông đều đi làm ruộng cả. Chỉ có hai người đàn bà ở nhà đương thổi cơm trưa, vừa xới ra hai chậu sửa soạn đem cơm ra đồng. Trong nồi hãy còn ít cơm dính nồi chưa dỡ ra hết. Bọn đàn bà trông thấy đứng trước cửa là một người sư ốm yếu, lại thấy nói từ bên đông thổ sang tây thiên lấy kinh, chỉ sợ y đói lăn đùng ra ngộ chết ở trước cửa thì khốn, nên vội vã cạo cạo vét vét lấy ít cơm dính nồi đưa cho một bát thật đầy. Bát giấy đỡ lấy trở ra hiện lại nguyên hình thẳng về lối cũ. Đương đi bỗng nghe thấy người gọi, bát giới. Chàng ngốc ngẩng đầu nhìn, đã thấy Sa Tăng đứng ở trên sườn núi gọi to, sư huynh ơi, đi đâu thế? Xuống đến núi, Sa Tăng đón ở trước mặt hỏi, sư huynh à, trong khe núi này nước trong mát vậy, sao không múc, anh còn đi mãi đâu? Tôi đi đến đây thấy trong hốc núi có nhà ở, tôi đã đến xin được một bát cơm nóng về đây. Sư huynh à, cơm sẽ để ăn sau, bây giờ sư phụ khát nước lắm, làm thế nào lấy được ít nước cho người uống thì tốt đấy. Muốn lấy nước thì khó gì, chú xòe vạt áo ra đây hứng lấy cơm, để tôi lấy bát đi múc nước. Hai anh em lấy nước về, vui vẻ về đến trên đường cái, đã thấy Đường Tăng úp mặt xuống đất nằm trên rác bụi, con ngựa trắng thì sổ cương nhảy tót lên kêu hí ầm lên ở bên đường, gánh hành lý không thấy đâu nữa. Bát giới hoảng quá, vừa dậm chân đấm ngực vừa la hét ầm lên, Sa Tăng ơi, đúng là bọn cướp hôm nọ còn sống sót đuổi theo đến trả thù, đem đánh chết sư phụ, cướp mất hành lý đi rồi. Liệu Đường Tăng đúng là bị đánh chết không? Xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau. Bát Giới và Sa Tăng lấy được cơm nước về, đã thấy Đường Tăng nằm úp mặt trên rác bụi, còn ngựa trắng thì sổ cương nhảy lông lên ở bên đường, gánh hành lý không thấy đâu nữa. Bát Giới phát hoảng, vừa dậm chân thội ngực vừa kêu toáng lên, ơi ngộ tính ơi, đây đúng là bọn cướp hôm nọ còn sống sót đuổi theo trả thù, đem đánh chết sư phụ, cướp mất hành lý đi rồi. Sư huynh ơi, làm thế nào bây giờ? Đây thật là chuyện đứt quang gãy đòn gánh giữa đường. Sa Tăng vừa nói xong, hai hàng nước mắt bỗng chảy ra giàn giụa, rồi kêu lầm tiếng, sư phụ ơi. Thôi thôi chú em ơi, đừng khóc nữa. Bây giờ sự việc đã thế này rồi, hãy khoan nói chuyện lấy kinh. Chú hãy trông coi thi thể của sư phụ, để tôi cưỡi ngựa trắng đến chợ búa nào đó bán lấy mấy lạng bạc vụn, mua cỗ quan tài chôn cất cho sư phụ, rồi hai chúng mình sẽ tìm nơi kiếm chôn. Nhưng Sa Tăng thực không nỡ bỏ, liền đến lật người Đường Tăng lên, lấy má áp vào má cất tiếng khóc, sư phụ sao lại xấu số như vậy. Một lát sau, đã thấy trong miệng trong mũi sư phụ thở ra hơi nóng và ngực cũng ấm dần trở lại. Sa Tăng liền gọi, bát giới lại đây, sư phụ chưa chết đâu. Chàng ngốc tới đỡ Đường Tăng dậy. Đường Tăng tỉnh dần, rên rỉ hồi lâu rồi mới quát mắng, còn khỉ khốn kiếp đánh chết ta. Sa Tăng và bát giới cùng đến hỏi,
con khỉ nào cơ? Đường Tăng không trả lời, chỉ ngồi than thở. Sau đòi uống mấy hớp nước rồi mới nói: Đồ đệ ơi, Ngộ Không lại đến lằng nhằng, ta dứt khoát không nhận. Nó mới đánh ta một gã ấy, tay nải nỉ danh bị nó cướp mất rồi. Nghe Đường Tăng nói như vậy, Bát Giới phát cơn điên lên, nghiến răng kèn kẹt nói: Con khỉ khốn kiếp quá quật, dám vô lễ như vậy. Chú Sa Tăng này, chú hãy hầu hạ sư phụ ở đây, để tôi đến tận nhà hắn đòi lấy cái tay nải. Sư huynh à, không cần phải nóng tính như thế. Chúng ta hãy đỡ sư phụ đến ở trong nhà hốc núi kia kìa, xin ít chè nóng chan vào cơm cho ấm lên để sư phụ ăn, rồi sẽ đi tìm ý sau. Bát Giới nghe vậy, đỡ Đường Tăng lên ngựa, đi tới trước cửa nhà trong núi. Chỉ thấy có một mình bà cụ ở trong nhà. Bà cụ vừa nhìn thấy, đã sợ cuống ngả lên, quay đầu định đi ẩn. Sa Tăng chắp tay đến ngăn lại nói: Thưa bà lão, chúng tôi là người nước Đại Đường bên Đông Thổ, khâm sai sang Tây Thiên lấy kinh. Hiện giờ sư phụ tôi hơi khó chịu, đến nhà ta đây xin một ít nước chè nóng cho người chan cơm ăn. Sư trưởng ơi, vừa nãy cũng có một vị hòa thượng ốm yếu, cũng nói là bên Đông Thổ sai đến. Tôi đã cho ít cơm chay rồi, lại còn Đông Thổ nào nữa. Thôi, nhà tôi đi vắng cả, mời các người đến nhà khác. Nghe thấy bà cụ nói như vậy, Đường Tăng viện vào Bát Giới, xuống ngựa cúi mình nói: Thưa bà lão, bần tăng này có ba người đồ đệ, hợp ý đồng tâm bảo hộ tôi đến Đại Lôi Âm bên nước Thiên Trúc lễ Phật cầu kinh. Chỉ vì người đồ đệ cả của tôi là Tôn Ngộ Không rất là hung ác, không theo đạo thiện, đã bị tôi đuổi đi rồi. Nhưng dè đâu y ngẩm lẻn đến đánh lên lưng tôi một gậy sắt, cướp mất hành lý đồ vật của tôi. Bây giờ tôi muốn cho một người đồ đệ đi tìm y đòi lại. Vì ở ngoài đường trống trải không ngồi lâu được, mới đến nhờ bà cụ đây ngồi tạm một lúc, đợi khi nào lấy được hành lý về sẽ đi ngay thôi. Bà cụ già kinh ngạc hỏi: Thế vừa rồi vị hòa thượng ốm yếu kia đến xin cơm, cũng nói là người Đông Thổ sai sang Tây Thiên, sao lại còn có một bọn nữa kìa? Bát Giới nhịn không được cười lên nói: Chính là tôi, vì tôi là người mồm dài tai to, sợ người trong nhà hãy không chịu cho cơm, nên tôi mới biến ra hình dáng như thế. Nếu bà không tin, đây, suất cơm của người anh em tôi còn túm áo kia kìa, chẳng phải là cơm vét nồi nhà bà là gì? Bà cụ đến gần nhìn, thấy quả là cơm nhà mình, mới cho họ ngồi lại và đi vào trong nhà mang một siêu nước nóng ra đưa cho Sa Tăng. Sa Tăng chan vào bát cơm nguội đưa cho sư phụ ăn. Nhưng Đường Tăng chỉ nhai mấy miếng, ngồi nghỉ hồi lâu mới nói: Hai chúng con ai đi đòi hành lý? Sư phụ ạ, vì mấy năm trước người đã đuổi anh ấy đi, con từng đi tìm một lần rồi, nên biết lối núi Hoa Quả Động Thủy Liên, để con đi cho. Con đi không được, con khỉ kia vốn đã bất hòa với con ăn nói lại thô lỗ, hoặc giả ba câu sáu điều có chút thất thố, nó sẽ đánh con ngay. Thôi, để Ngộ Tĩnh đi cho. Sa Tăng nhận lời nói: Vâng, con đi. Đường Tăng lại dặn bảo thêm Sa Tăng: Con đến đấy cần phải liệu mà xử sự. Nếu y ưng trả lại tay nải cho con, thì con cứ giả vờ cảm ơn nhận lấy. Nếu y không ưng, con chớ có đôi co với y. Hãy đến bạch với Bồ Tát ở Nam Hải, cầu Bồ Tát đến đòi là ai. Sa Tăng nghe theo hết thảy, quay ra nói với Bát Giới: Sư huynh ạ, bây giờ tôi đi tìm anh ấy, mong anh chớ có lờ đễnh, phải chăm nom sư phụ cẩn thận, và cũng không nên chòng vẹo người trong nhà đây, sợ người ta giận sẽ không cho ăn cơm đấy. Tôi đi sẽ về ngay. Bát Giới gật đầu nói: Thôi tôi hiểu cả rồi, nhưng chú đi có đòi được hay không cũng nên về cho sớm sớm à, chớ làm cái lối đòn càn gánh củi tuột cả hai đầu. Sa Tăng tay cầm quyết cưỡi mây đi trên trời. Sau ba ngày đêm mới đến địa giới núi Hoa Quả. Hạ mây xuống núi, lần đường tìm đến động Thủy Liêm.
Đang đi, bỗng nghe thấy trong núi có tiếng hò reo ầm ầm của lũ khỉ. Sa Tăng lại đến gần xem, té ra là Tôn Ngộ Không đang ngất ngửa ngồi trên một cái đài đá, hai tay giăng một tờ giấy, miệng thì sang sảng đọc to. Chốc chốc, lũ khỉ lại rú lên. Lúc Sa Tăng đến thì chỉ còn nghe được mấy câu cuối: khi Sa Biệt Đại Quốc đi qua nhiều nước, dọc đường thu được đại đồ đệ Tôn Ngộ Không hành giả, nhị đồ đệ Chư Ngộ Năng Bát Giới, tam đồ đệ Sa Ngộ Tính Hòa Thượng. Nghe đến đấy, Sa Tăng đã biết ngay đây là tờ thông quan văn điệp, liền tới gần lên tiếng gọi to: sư ơi, anh đọc quan văn của sư phụ làm gì thế? Hành giả kia nghe có người gọi, vội ngẩng đầu lên, nhưng không nhận Sa Tăng, lập tức hô: bọn nhỏ đâu, bắt lấy, bắt lấy! Đàn khỉ ùa cả lên, bắt lấy Sa Tăng, lôi lôi kéo kéo đến trước mặt hành giả. Mi là người nào dám tự tiện đến thiên động của ta? Sa Tăng thấy hành giả đã dở mặt không chịu nhận, đành phải trầu lên làm lễ rồi nói: thưa sư huynh, trước đây sư phụ quả có nóng tính, quả nhầm anh và đuổi anh về. Sư huynh có lòng tốt quay trở lại, đáng trách là sư phụ giữ phép không nhận cho, nên đã làm anh phật ý, đánh sư phụ chết ngất ra đất và cướp hành lý mang đi. Chúng em xin cơm trở về đã cứu sống lại sư phụ, bây giờ đến cầu anh. Nếu sư huynh rộng lượng còn nghĩ đến cái ơn ngày trước, hãy mang hành lý về với sư phụ cùng sang Tây Thiên. Còn anh mà vẫn oán hận sư phụ không ưng trở về, thì xin anh trả lại tay nải cho em. Anh cứ việc ở lại núi Tiên vui cảnh muộn bóng dầu, như thế chẳng là trọn vẹn cả hai bề ư? Hành giả kia nghe xong cười nhạt lên nói: chú bạn kiểu này không hợp ý ta. Ta đánh Đường Tăng cướp hành lý, không phải ta không sang Tây Thiên, cũng không phải vì ta thích ở chỗ này. Bây giờ ta mang theo điệp văn ấy, tự mình sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh, đưa về Đông Thổ. Một mình ta sẽ thành công quả, để cho người Nam Châu lập ta làm tổ, lưu danh muôn đời. Câu nói của sư huynh là chưa đúng. Từ trước tới nay, có bao giờ người ta nói là tôn hành giả lấy kinh? Đức Phật Như Lai dựng lên pho Tam Tạng chân kinh và để Quan Âm Bồ Tát sang Đông Thổ tìm người lấy kinh. Sai chúng tôi trải khắp nghìn non, tìm hỏi các nước, bảo hộ người đi lấy kinh. Bồ Tát đã từng nói, người lấy kinh là học trò của Như Lai, hiệu là Kim Thuyền Trưởng Lão. Chỉ vì người không nghe Phật Tổ giảng kinh, truất ra khỏi Linh Sơn, thác sinh về Đông Thổ, để người tu chính quả ở phương Tây, sửa lại đạo lớn. Anh mà không đi cùng với Đường Tăng, Phật Tổ sẽ không bao giờ truyền kinh cho anh đâu. Làm thế chỉ uổng công suy tính thôi. Chú em này, té ra chú vẫn còn mê muội à? Chẳng lẽ chỉ có chú mới có Đường Tăng, còn tôi thì không có hay sao? Đây, tôi đã kén được một vị chân tăng có đạo ở tại vùng này, tự đi lấy kinh, có cái gì là không được. Tôi đã chọn được ngày lành, đến mai sẽ lên đường. Chú có tin không? Để tôi mời Đường Tăng ra cho chú xem. Chúng con đâu, mời ngay lão sư phụ ra đây. Lũ khỉ chạy vào trong, mời ra một vị Đường Tam Tạng, một Bát Giới theo sau dắt một con ngựa trắng, một Sa Tăng quẩy hành lý cầm cây tích trượng chín vòng. Sa Tăng trông thấy tức giận nói: lão già đây đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, lẽ đâu lại có một Sa Tăng nữa? Không được vô lễ, hãy coi trượng của ta. Nói xong, hai tay giơ bảo trượng nhằm đúng đầu Sa Tăng kia, đánh xuống một nhát. Hóa ra là một con khỉ. Hành giả kia phát cáu lên, múa gậy sắt bịt vàng, hô đàn khỉ vây Sa Tăng lại. Sa Tăng múa bảo trượng chống chọi, đánh dần ra ngoài đường, rồi cưỡi mây trốn thoát và quay xuống nói: con khỉ khốn kiếp kia, ta đi kiện cáo với Bồ Tát đây. Hành giả kia thấy Sa Tăng đã chạy rồi, y không thèm đuổi theo, trở vào trong động bảo bọn nhỏ lôi cái thây ma ra một nơi, lột da vứt đi, lấy thịt nấu ăn, đem rượu dừa rượu nho ra cùng uống với bầy khỉ. Lại kén thêm một con khỉ khác biến ra hình dạng Sa Tăng và sửa soạn hành trang sang Tây Thiên. Sau khi Sa Tăng cưỡi mây rời khỏi Đông Hải, đi luôn một ngày đêm mới đến Nam Hải. Xa xa đã trông thấy Lạc Già Sơn, lại bay thêm một lát nữa đã đến nơi. Sa Tăng dừng mây bước xuống, đương đùng đỉnh ngắm cảnh Lạc Già Sơn.
đã thấy Mộc Trà đến đón hỏi. Sao Hòa Thính, sao không bảo hộ Đường Tăng đi lấy kinh, đến đây có việc gì? Sa Tăng lễ chào xong rồi nói, tôi có chút việc đến xin gặp Bồ Tát, phiền người dẫn tôi đi ngay. Mộc Trà biết ý Sa Tăng là đến tìm hành giả, nhưng lại không nhắc đến, cứ việc đi vào trước bạch với Bồ Tát. Bên ngoài có tiểu đồ đệ của Đường Tăng là Sa Hộ Tính xin chiều bái. Quan Âm Bồ Tát liền sai Mộc Trà ra cửa gọi vào. Sa Tăng cúi lại xong, ngẩng đầu đang trực kiện cáo việc xảy ra vừa rồi, chợt nhìn thấy hành giả đứng ở bên cạnh, lập tức thôi không nói nữa, quay bảo trượng nhằm thẳng vào mặt hành giả đánh tới. Hành giả cũng không đánh lại, chỉ né mình tránh qua. Sa Tăng vừa đánh vừa quát mắng ầm ĩ cả lên, ta cho mi là cái giống khỉ khốn kiếp phạm đủ mọi tội ác, lại còn đến đây ám ảnh Bồ Tát à? Ngộ Tĩnh kia, không được quá tay, có việc gì hãy nói cho ta nghe nào. Thấy Quan Âm Bồ Tát quát lên, Sa Tăng mới thu bảo trượng lại, lại thêm hai lạy ở dưới đài sen, rồi hậm hực kể lại đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra ở trên đường vừa rồi cho Quan Âm nghe. Xong lại nói tiếp, con không còn cách nào, đành phải đến đây cầu cứu với Bồ Tát. Không ngờ nó đã đến đây trước, định lừa bịp cả Bồ Tát nữa. Ngộ Tĩnh, đừng có đổ oan cho người. Ngộ không đến đây đã 4 ngày, ta vẫn chưa từng thả cho y về. Làm gì có cái chuyện y mời Đường Tăng khác tự mình đi lấy kinh. Bồ Tát à, kỳ tình hiện bây giờ đúng là có một tôn hành giả động Thủy Liêm, còn đâu dám nói dối. Nếu quả đúng như vậy, nhà ngươi cũng không nên nóng nảy. Ta sẽ cho Ngộ Không cùng đi với nhà ngươi đến núi Hoa Quả, đến đó sẽ ngã ngũ thôi. Nghe Quan Âm Bồ Tát nói như vậy, Đại Thánh lập tức từ biệt Quan Âm, cùng Sa Tăng đi ngay. Nhưng vì hành giả một là có phép nhào lộn bay mây, hai là nóng ruột, đang định đi trước, thì Sa Tăng ngăn lại nói, sư huynh cho nên giấu đầu hở đuôi, định đi trước cho yên chuyện hở, đợi em đi cùng chứ. Đại Thánh vốn là người ngay thẳng, thấy Sa Tăng có ý ngờ vực như vậy, cũng từ từ cưỡi mây đi cùng. Sau khi đến núi Hoa Quả, hai người dừng mây bước xuống, xem xét ở bên ngoài động. Quả nhiên thấy một hành giả đang ngồi trên cái đài đá cao, cùng bầy khỉ đang uống rượu làm vui. Hình dạng chẳng khác gì Đại Thánh, cũng tóc vàng, thắt vành vàng, mắt vàng con ngươi lửa. Trên mình cũng mặc cái áo vải bông dài, dưới mặc quần da hổ, trong tay cũng cầm một cây gậy sắt bịt vàng, dưới chân cũng đi một đôi giày da hươu, cũng mặt lông mồm thiên lôi như vậy, tai bẹp, trán nhô răng vổ chìa ra ngoài. Hành giả tức không chịu được nữa, giật tay ra để Sa Tăng ở lại, vác cây gậy sắt chạy đến quan mắng, mi là yêu tinh nào dám biến ra hình dạng lão tôn đánh lừa con cháu ta, tự tiện chiếm cứ tiên động, tắc oai tắc quái ở đây. Chưa biết sự việc sau rồi sẽ tiếp diễn như thế nào, xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau. Hành giả và Sa Tăng cưỡi mây về đến núi Hoa Quả, thấy đúng là có một tôn hành giả đang cùng với lũ khỉ ngồi uống rượu làm vui. Hành giả điên tiết lên chạy đến quan mắng, nhưng hành giả kia ngang nhiên không trả lời, cầm gậy sắt phang luôn. Hai hành giả đánh nhau dữ dội hồi lâu vẫn không phân thắng thua, rồi cả hai đều cưỡi mây bay lên trời lại đánh nhau tiếp. Sa Tăng bay lên theo định đến đánh giúp, nhưng thật khó mà nhận ra ai là sư huynh mình, nếu ra tay lại sợ đánh phải người thật. Chần chừ hồi lâu, Sa Tăng mới nhao mình xuống sườn núi, quay bảo trượng đánh tới ngoài cửa động Thủy Liêm, đuổi đàn khỉ chạy tán loạn, đẩy đổ ghế đá, đập phá kỳ hết mâm cỗ rượu thịt, rồi mới đi tìm tay nải nỉ xanh. Nhưng chỉ thấy một bức rèm nước tựa như một dải lụa trắng to lớn chắn trước mặt. Vì Sa Tăng không biết lối vào, nên đành lộn lên trên trời, giơ bảo trượng định đánh giúp. Hành giả trông thấy liền nói, Sa Tăng, chú đã không giúp sức được, hãy trở về nói với sư phụ câu chuyện như thế. Lão Tôn sẽ đưa yêu tinh này đến trước mặt Bồ Tát để phân biệt rõ thật hư. Hành giả này vừa nói xong, thì hành giả kia cũng nói lại như thế. Sa Tăng thấy tướng mạo và tiếng nói của hai người không chút khác biệt, đành phải theo lời chuyển mây trở lại về nói với Đường Tăng. Sau khi Sa Tăng đi khỏi, hai hành giả vừa đi vừa đánh nhau đến tận Nam Hải, vào đến núi Lạc Già, đánh chửi ầm ĩ cả lên, làm kinh động đến hộ pháp chư thiên.
họ liền thông báo vào trong động trai âm. Tấu Bồ Tát, quả nhiên có hai tôn ngộ không đánh lộn nhau tới đây. Quan Âm Bồ Tát bước xuống đài sen, cùng với Mộc Cha, Thiện Tài Đồng Tử và Long Nữ ra cửa quát hỏi. Nghiệt xuất kia, chạy đi đâu? Chỉ thấy hai hành giả túm lấy nhau cùng cất tiếng nói. Thưa Bồ Tát, cái thằng này nó giống hệt như đệ tử, con đánh nhau với nó hồi lâu không phân được thua. Vì sao ngộ tính mắt thịt ngu si không phân biệt được? Đệ tử đã bảo y trở về nói với sư phụ rồi. Con mà thằng này kéo nhau đến đây nhờ mắt tuệ của Bồ Tát nhận người giả người thật, kẻ chính kẻ ta giúp con. Các tiên cùng với Quan Âm Bồ Tát đứng nhìn hồi lâu, không tài nào nhận ra được. Hãy dừng tay, đứng ra hai bên để ta xem lại. Nghe thấy Quan Âm Bồ Tát nói như vậy, hai hành giả buông tay ra, đứng ở hai bên. Bên này thì nói, con là thực ạ. Bên kia cũng nói, nó là giả. Quan Âm Bồ Tát gọi Mộc Cha và Thiện Tài đến trước mặt khẽ dặn. Chúng con mỗi người giữ lấy một đứa, để ta đọc câu thần chú xiết vành đai, xem đứa nào đau là thực, đứa nào không đau là giả. Hai người tuân mệnh, đi ra mỗi người giữ lấy một đứa. Quan Âm Bồ Tát đọc câu thần chú thì cả hai cùng kêu đau, ôm chặt lấy đầu lăn ra đất, cùng rú lên, đứng đọc, đứng đọc. Quan Âm Bồ Tát vừa dừng đọc thì hai đứa lại túm lấy nhau kêu la như trước. Quan Âm Bồ Tát không biết làm thế nào, liền sai các tiên cùng Mộc Cha tiến lên trợ chiến. Nhưng các thần cũng sợ đánh phải người thực nên không dám nhúng tay. Quan Âm Bồ Tát gọi một tiếng, Tôn Ngộ Không, thì cả hai cũng cùng thưa một lúc. Quan Âm Bồ Tát lại nói, ngày xưa nhà ngươi làm quan Tị Mã Ôn, khi đại náo thiên cung, các thần tướng đều nhận được nhà ngươi. Hãy lên trên thượng giới nhờ phân biệt rồi sẽ về báo cho ta biết. Đại thánh tạ ơn, thì hành giả kia cũng tạ ơn Bồ Tát. Xong, hai người cứ bám víu nhau không ngơi miệng quát tháo, thẳng tới ngoài cửa trời Nam. Quảng Mục Thiên Vương vội vàng dẫn bốn đại thiên tướng và các thần lớn nhỏ cầm binh khí cản lại hỏi. Đi đâu thế? Đây có phải là chỗ đánh nhau đâu? Đại thánh kể lại sự việc xảy ra như thế nào cho các thiên thần nghe, thì hành giả kia cũng kể lại đúng như thế. Các thiên thần đứng ngắm hồi lâu cũng không ai nhận ra được. Thấy vậy, cả hai hành giả cùng quá to. Các ngươi đã không nhận được, hãy tránh ra cho chúng tôi vào gặp Ngọc Hoàng. Các thần ngăn giữ không được, phải mở cửa trời Nam chạy thẳng vào điện Linh Tiêu Tâu. Muôn Tâu Ngọc Hoàng, hạ giới có hai tôn ngộ không giống nhau, đánh lên cửa trời Nam, nói là xin ý kiến. Nói chưa dứt lời, hai người đã om sòm kéo đến. Ngọc Hoàng kinh sợ đứng trên bảo điện hỏi. Hai người có việc gì mà dám tự tiện làm huyên náo trên thiên cung, mắng nhiếc trước mặt trẫm, muốn tìm cái chết à? Muôn Tâu Vạn Tuế, thần đã quy y theo đạo Sa Môn, không dám dối lòng lừa trên nữa. Chỉ vì yêu tinh này biến ra hình dạng hạ thân. Hành giả liền đem việc trước kể rõ lại một lượt và nói, mong xin Ngọc Hoàng phân rõ thực giả cho hạ thân. Hành giả kia cũng giải bày một lượt như thế. Ngọc Hoàng tức thì truyền chỉ Triệu Thác Tháp Lý Thiên Vương lên và truyền, lấy kính soi yêu, soi cái bọn này xem ai giả ai thật. Lý Thiên Vương lập tức lấy gương soi yêu ra, mời Ngọc Hoàng cùng với các thần đến xem. Trong gương, thấy có hai tôn ngộ không giống nhau như hệt. Ngọc Hoàng cũng không phân biệt được, bèn đuổi ra khỏi điện Linh Tiêu. Đại thánh này thì khi khi cười nhạt, hành giả kia lại ha hả vui mừng. Hai bên lại đánh nhau ra khỏi cửa trời Nam, xả xuống lối sang Tây Thiên và cùng nói, ta và mi đến chỗ sư phụ. Sa Tăng sau khi rời khỏi núi Hoa Quả, đi 2-3 ngày đêm mới về đến thôn xóm, đem việc trước thưa lại với Đường Tăng. Đường Tăng tự mình hối hận nói, lúc đó ta cứ tưởng là Tôn Ngộ Không đánh ta một gậy, lấy mất tay nải, biết đâu lại là yêu tinh biến ra hành giả. Bát Giới ở cạnh khanh khách cười lên và nói, tốt, tốt, thế mới ứng với lời bà cụ nhà thí chủ đã nói. Bà đã nói là có mấy bọn đi lấy kinh, đấy, chẳng phải là thêm một bọn nữa ư? Bát Giới nói xong, bà chủ nhà bước đến hỏi Sa Tăng, mấy ngày hôm nay ngài đi xin tiền lộ phí ở nơi nào thế? Tôi đi tìm Đại Sư Huynh lấy hành lý ở núi Hoa Quả bên Đông Châu,
lại đến núi Phổ Đà bái kiến Quan Âm Bồ Tát, rồi lại trở về núi Hoa Quả mới về đây. Sư trưởng ạ, đi về mất bao nhiêu độ đường? Ước chừng độ hơn 2 vạn dặm. Nghe thấy Sa Tăng nói vậy, bà già kia kinh ngạc kêu lên: Cha mẹ ơi, mới có mấy ngày trời mà đi tới ngần ấy dặm đường ư? Chắc chỉ có cưỡi mây mới đi nhanh như thế được. Tất nhiên rồi, nếu không cưỡi mây làm sao mà qua biển được. Mọi người đương khi chuyện trò, bỗng nghe thấy tiếng chửi mắng ầm lên ở trên trời, vội vàng chạy ra xem. Chính là hai người hành giả đang đánh nhau đến tận nơi. Bát Giới trông thấy ngứa ngáy không chịu được, liền nói: Để tôi đi nhận xem nào. Chàng ngốc vươn mình nhảy lên gọi to: Sư huynh đừng quá tháo, lão chưa đến đây. Chỉ thấy cả hai người cùng trả lời, rồi cùng gọi: Chú em, đến đánh yêu tinh mau. Ở dưới này, Sa Tăng chờ sau một lúc, thấy sốt ruột liền nói với Đường Tăng: Sư phụ hãy ngồi đây, để con và anh hai mỗi người bắt một người đem đến gặp sư phụ. Người sẽ đọc bài thần chú, xem người nào đau thì là thực, không đau sẽ là giả. Con nói chí lý lắm. Được sư phụ đồng ý, Sa Tăng chạy lên trên không nói: Hai vị hãy dừng tay, tôi cùng với các vị đến chỗ sư phụ để người phân biệt thực giả. Nghe thấy Sa Tăng nói như vậy, đại thánh này buông tay ra, hành giả kia cũng buông tay ra. Sa Tăng đỡ lên một người và gọi: Anh hai cũng đỡ lên một người. Bốn người ở trên mây bước xuống đến cả trước cửa nhà danh. Đường Tăng vừa trông thấy, đọc ngay bài chú Xích Bành Đa. Cả hai người đều kêu đau và nói: Chúng con đánh nhau khốn khổ thế này, thấy con đọc cái gì? Đừng đọc, đừng đọc. Đường Tăng vốn lòng từ bi, lại ngừng không đọc nữa, nhưng vẫn không phân biệt được thực giả. Hai người lại túm lấy đánh nhau như cũ. Đại thánh này thì nói: Các chú em, trông nom sư phụ, để tôi đánh nhau với nó đến trước mặt Diêm Vương nhờ họ phân biệt cho. Hành giả kia cũng nói như vậy. Hai người giằng co một lúc rồi không thấy đâu nữa. Thấy hai người đã đi cả, Bát Giới nói với Sa Tăng: Chú này, chú đã đến động Thủy Liêm trông thấy Bát Giới giả quẩy hành lý, sao không cướp lấy mang về? Rồi ngạ, yêu tinh kia thấy tôi giơ bảo trượng đánh chết Sa Tăng giả, nó đã quay lấy toàn bát, tôi đã phải tháo thân chạy trốn. Khi đến kiện cáo với Quan Âm Bồ Tát cùng hành giả trở lại động Thủy Liêm, nhân lúc hai người đánh lộn trên trời, tôi cũng đi tìm đấy. Nhưng chỉ thấy nước suối chảy như một nền vải trắng xóa, không biết cửa động mở chỗ nào. Không tìm được hành lý, nên mới phải trở về tay không báo với sư phụ. Thế là chú không biết rồi. Năm trước đây khi tôi đến mời anh ấy, trước thì gặp nhau ở ngoài cửa động, sau bị tôi nói khích cho mà chập, y mới nhảy xuống vào trong động thay quần áo. Tôi đã trông thấy y lặn xuống dưới nước, cái luồng nước như vải trắng ấy tức là cửa động. Có lẽ yêu tinh kia đã mang tay nải hành lý của chúng mình giấu ở trong đó. Ngộ năng, con đã biết được cửa ấy, nên nhân khi chúng đi vắng cả, hãy vào trong động lấy tay nải ra, chúng ta sang Tây Thiên thôi. Còn dù y có trở về, ta sẽ không dùng y nữa. Vâng, con xin đi. Sư huynh ạ, ở ngoài cửa động có hàng nghìn con khỉ nhỏ, một mình anh sợ dẹp không nổi chúng, lại hóa ra không xong đấy. Không sợ, không sợ. Bát Giới nói xong, vội vàng ra cửa nhảy lên trên mây, thẳng đến núi Hoa Quả tìm hành lý. Lại nói về hai kẻ hành giả kia, vừa đánh vừa kêu đến phía sau núi Bội Âm, làm cho ma quỷ khắp núi run sợ, hoảng hốt tìm nơi ẩn nấp. Có kẻ chạy trước, luồn vào trong cửa âm ti báo lên điện Sâm La: Tấu đại vương, có hai vị Tề Thiên Đại Thánh đánh nhau trên núi Bội Âm. Đệ nhất điện Tần Quảng Vương vội vàng truyền báo cho nhị điện Sở Giang Vương, tam điện Tống Đế Vương, tứ điện Biện Thành Vương, ngũ điện Diêm La Vương, lục điện Bình Đẳng Vương, thất điện Thái Sơn Vương, bát điện Đô Thị Vương, cửu điện Ngũ Quang Vương, thập điện Chuyển Luân Vương. Cứ điện này truyền đến điện kia, trong chốc lát 10 vua đã đến họp. Lại có người phi báo tới Địa Tạng Vương ở điện Sâm La, đến tụ tập các âm binh đợi bắt thực giả.
chỉ nghe thấy gió rít vi vu, mây thảm lan tràn. Hai hành giả đã đánh nhau đến dưới điện Sâm La. Các vua dưới Âm Ti đến gần ngăn lại nói: "Đại thánh có việc gì mà làm náo động chốn U Minh?" Sau khi nghe hai hành giả đều kể lại đầu đôi câu chuyện, các Diêm Vương liền sai vị quản bạ phán quan nhất nhất tra khám từ đầu đến cuối, nhưng không thấy tên hành giả kia. Lại xem đến văn bạ giống có lông. Vì hồi đại thánh còn trẻ, tu tiên đắc đạo, đại náo Âm Ti đã đem bút gạch hết những tên khỉ ở trong sổ sinh tử. Từ đấy về sau, phàm về loài khỉ, hết thảy đều không có danh bạ. Sau khi tra khám không thấy, phán quan đành về điện tâu lại. Các Diêm Vương cầm hốt ngay ngắn nói với hành giả: "Đại thánh ạ, dưới U Minh không có danh bạ để tra xét đâu. Xin ngài hãy trở về dương gian mà phân biệt thôi." Giữa lúc đó, lại thấy Địa Tạng Vương bước lên nói: "Hãy khoan, hãy khoan, để ta sai con đế thính nghe rõ thực giả hộ các vị." Không biết Địa Tạng Vương dẫn con đế thính ra có nhận được ai là tôn hành giả, ai là tên yêu quái biến giả tôn hành giả không? Xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau. Hai tôn hành giả lôi nhau xuống âm phủ, đòi Diêm Vương phân biệt thực giả cho. Mười Diêm Vương lập tức sai phán quan lục hết cả sổ sinh tử ra, nhưng không thấy có danh bạ loài khỉ. Các Diêm Vương đành phải bỏ hai hành giả về dương gian tìm thần khác để phân biệt cho. Giữa lúc đó thì có Địa Tạng Vương đứng ra nói: "Hãy khoan, để ta sai con đế thính nghe rõ thực giả hộ các người." Con đế thính là con thú gì vậy? Thì ra nó là một con thú nấp dưới án xem kinh của Địa Tạng Bồ Tát. Nó mà phục xuống đất lắng nghe, chỉ trong chốc lát, từ các giống vật hay thần tiên hoặc ma quỷ ở khắp núi sông Xá Tắc, động trời đất phổ trong bốn châu lớn, nó đều có thể đoán rõ thiện ác, biết hết hiền ngô. Con thú kia vâng lệnh sai của Địa Tạng Bồ Tát đi đến giữa điện Sâm La, phủ phục xuống đất. Trong giây phút, nó ngẩng đầu lên nói nhỏ với Bồ Tát: "Dù con nhận được ra tên quái vật đấy, cũng không thể nói rõ vào trước mặt, và nói ra chăng nữa cũng chẳng có thể giúp sức bắt y được." Thấy con đế thính nói vậy, Địa Tạng Vương hỏi: "Nói vào giữa mặt thì làm sao?" "Nói ngay vào giữa mặt, sợ yêu tinh tác quái quấy rối bảo điện, làm cho âm phủ không yên ổn." Đế thính trả lời xong, Địa Tạng Vương lại hỏi: "Tại làm sao không có thể giúp sức bắt y?" "Bồ Tát ạ, thần thông của yêu tinh không kém gì đại thánh đâu. Các thần ở dưới âm phủ có tài giỏi đến đâu mà đòi bắt y?" "Nếu như vậy, làm thế nào mà trừ diệt được?" "Bạch Bồ Tát, Phật Pháp vô biên." Được con đế thính nhắc như vậy, Địa Tạng Vương hiểu ngay ra, liền nói với hai hành giả: "Cả hai vị hình dáng như một, pháp lực không hơn kém gì. Nếu cần phân biệt thực giả, xin mời hai ngài đến tận nơi Phật Tổ Thích Ca Như Lai ở chùa Lôi Âm mới được ngã ngộ." Hai hành giả nghe xong đều cùng quát lên một lúc: "Nói phải đấy, nói phải đấy. Ta và Mi Sang Tây Thiên đến trước mặt Phật Tổ nhờ ngài phân biệt cho." Các Diêm Vương tiễn chân ra xong, liền trở về cung Thúy Vân, sai quỷ sứ đóng các quan ải âm phủ lại, vì sợ hai hành giả lại đến quấy rầy. Hai hành giả kia cưỡi mây vượt gió, giằng co lôi kéo la hét, vừa đi vừa đánh nhau đến tận ngoài chùa Lôi Âm bên Tây Thiên. Lúc này, bốn đại Bồ Tát, tám đại Kim Cương, 500 A-La-Hán, 3.000 Yết Đế, Tỳ Kheo Ni, Tỳ Kheo Tăng, Yêu Bà Di và các đại tiên đang trầu dưới tòa sen, lặng nghe Như Lai thuyết pháp. Mọi người đều cúi đầu quy y. Trong khi đang truyền nhau tụng niệm, Như Lai bỗng rời bảo tọa đi xuống nói: "Các người đều là một lòng một dạ, hãy xem kẻ hai lòng đang tranh cạnh tới nơi kia kìa." Mọi người ngước mắt nhìn lên, quả thấy có hai hành giả đường kêu thét đánh nhau tới nơi. Tám đại Kim Cương vội vàng tiến lên ngăn lại nói: "Các người muốn đi đâu?" "Yêu tinh cái biến ra hình dạng tôi, nay muốn đến dưới tòa sen phiền Như Lai nhận rõ thực hư." Các Kim Cương ngăn cản không được, hai hành giả kêu la đến dưới đài sen, quỳ ở trước mặt Phật Tổ thuật lại câu chuyện, rồi cùng nói: "Vì không đâu phân biệt được,
nên mới cả gan đến đây cầu Đức Phật Như Lai mở mắt tuệ, rủ lòng từ bi phân biệt rõ ngay gian cho đệ tử, để đệ tử được bảo hộ Đường Tăng đến bái kim thân, lấy kinh về Đông Thổ tuyên dương đại giáo. Các thánh tiên nghe thấy hai người cùng mở miệng, nói một câu chuyện như nhau, không ai phân biệt được. Duy có Như Lai đã biết rõ cả, vừa sắp định nói ra, chợt thấy đám mây sáng hạ xuống ở phía nam, Quan Âm đã tới tham bái Đức Phật. Như Lai chắp tay hỏi, Quan Âm Bồ Tát đến đúng lúc thật đấy, mời xem, hai hành giả này ai là thực, ai là giả? Bạch Phật Tổ, hôm trước chúng đã đến núi Phổ Đà rồi, đệ tử đây thực không nhận ra được. Chúng lại đến thiên cung địa phủ, cũng không ai nhận được ra. Nay mới đến báo với Như Lai, muôn vàn cầu xin Ngài phân rõ cho chúng. Pháp lực rộng lớn của các vị chỉ có thể biết hết mọi việc trong vòng trời, mà không thể biết hết các giống vật trong quả đất. Quan Âm Bồ Tát lại cầu Như Lai bảo cho biết rõ các giống vật ấy. Như Lai mới nói, ở trong vòng trời có 5 loại tiền là trời, đất, thần, quỷ. Có 5 loại trùng nữa là giống trần trọc, giống có vảy, giống có lông, giống có cánh, giống có đốt. Con vật này không phải là 5 loại tiền và cũng không phải thuộc trong 5 loại trùng, mà là một trong những 4 giống khỉ lẫn trộn trên đời. Vậy xin người cho hay, 4 giống khỉ ấy là 4 giống nào ạ? Các người hãy lắng tai nghe đây. Thứ nhất là giống khỉ đá linh thông, tài biến hóa, biết thiên thời địa lý, rời sao đổi ngôi. Thứ hai là giống khỉ ngựa đỏ đít, hiểu âm dương, biết nhân sự, khéo ra vào, tránh chết sống lâu. Thứ ba là khỉ vượn thạo tay giữ nhật nguyệt, thu núi non, đùa bỡn trời đất, hiểu rõ lành dữ. Thứ tư là khỉ sáu tai, nó đoán được tiếng nói, tài xét lẽ, biết trước sau, biết cả muôn vật. 4 thứ khỉ ấy không vào trong vòng 10 loại, không xuất tên tuổi trong trời đất. Theo ta xem, Ngộ Không kia là con khỉ sáu tai. Con khỉ ấy bất kỳ đứng ở chỗ nào đều có thể biết được việc ngoài nhìn dặm. Người ta nói gì, nó biết cả, cho nên mới đoán được tiếng nói, biết hết trước sau. Nó lại cùng hình dáng, cùng tiếng nói với Ngộ Không. Các người thật khó mà phân biệt được ra. Con lục nhĩ hầu kia thấy Như Lai vạch đúng tủ nó, bụng run dạ dối, vội vươn mình nhảy ra toan chạy. Như Lai thấy con lục nhĩ hầu trực chạy, liền sai mọi người ra tay, vây kín lấy nó. Tôn hành giả đứng bên cũng trực tiến lên đánh. Như Lai ngăn lại nói, Ngộ Không, đừng nhúng tay vào, để ta bắt nó cho nhà ngươi. Lục nhĩ hầu kia biết mình khó thoát, vội vàng nhau mình biến hóa, biến ra một con ong mật bay lên trên trời. Như Lai cầm bát tộ tung lên trời, úp lấy con ong mật. Lúc này, mọi người không biết, cứ tưởng là nó đã trốn mất rồi. Yêu tinh kia không trốn đâu, hiện ở trong bát tộ của ta đây. Thấy Như Lai nói như vậy, mọi người chạy cả lên, cầm bát tộ mở ra. Quả nó đã phải hiện rõ nguyên hình là một con khỉ sáu tai. Tôn hành giả tức không chịu được, giơ gậy sắt lên phang vào đầu nó mà nhát. Còn lục nhĩ hầu chết tươi ngay tại chỗ. Từ đấy về sau đã tuyệt giống loài khỉ ấy. Như Lai không nỡ vội thốt lên, thiện tai, thiện tai. Thấy Như Lai còn có vẻ tiếc rẻ cho cái chết của lục nhĩ hầu, hành giả nói, Như Lai không nên thương hại nó, nó đã đánh chết ngất sư phụ con, cướp mất hành lý. Theo luật, xử vào tội lấy của hại người cũng đáng xử trảm rồi. Thôi, không cần nói nhiều, nhà ngươi hay đi ngay về bảo hộ Đường Tăng đến đây lấy kinh đi. Nghe Như Lai bảo như vậy, hành giả cúi đầu tạ ơn nói, thưa Như Lai, Đường Tăng định tâm không dùng con nữa, con mà có về cũng chỉ nhọc lòng thôi. Mong Như Lai làm phúc, đọc một bài buông vành đai, tháo vành vàng ra trả lại ngài, cho con được hoàn tục về núi. Nhà ngươi chưa có nghĩ quanh, không nên bướng bỉnh. Ta sẽ cho Quan Âm đưa nhà ngươi đi,
không ngại Đường Tăng không dùng. Cần phải bảo hộ y đi đường. Khi nào thành công về Cực Lạc, người cũng được hưởng đài sen. Quan Âm ở bên nghe thấy, liền chắp tay cúi tạ Như Lai, rồi dẫn Ngộ Không cưỡi mây bay đi. Chẳng mấy chốc, đã đến chỗ nhà danh của bà lão ở dọc đường. Sa Tăng trông thấy, vội mời sư phụ ra cửa tiếp đón. Quan Âm Bồ Tát bước xuống nói, Đường Tăng, đứa đánh chết người ngày trước là Ngộ Không giả, nó là con Lục Nhĩ Hầu. Nhờ Đức Như Lai nhận ra và đã bị Ngộ Không đánh chết rồi. Nay người phải thu nhận Ngộ Không lại, vì ma chướng ở dọc đường chưa hết, cần phải có y bảo hộ người mới có thể đến Linh Sơn lễ Phật cầu kinh được. Quan Âm nói xong, Đường Tăng cúi đầu thưa, xin vâng theo lời dạy bảo. Đương khi lại tạ, bỗng thấy một cơn gió lốc từ đằng đông sầm sộng cuốn đến. Chư Bát Giới đã khoác hai cái tay nải cưỡi gió trở về. Chàng ngốc trông thấy Quan Âm Bồ Tát, liền dạp mình xuống cúi lạy rồi nói, hôm trước đệ tử đây từ biệt sư phụ, đến động Thủy Liêm núi Hoa Quả tìm tay nải. Quả thấy có một Đường Tăng giả, một Bát Giới giả, đã bị đệ tử đánh chết rồi, nguyên là hai cái xác khỉ. Lấy được tay nải xong, đệ tử lập tức cưỡi mây trở về đây. Không biết tin tức hành giả thế nào rồi? Quan Âm Bồ Tát cũng đem việc Như Lai nhận ra được yêu tinh, nói là một lượt cho Bát Giới nghe. Chàng ngốc nghe lời hết sức vui vẻ, luôn miệng cảm tạ. Thấy công việc đã xong xuôi, Quan Âm Bồ Tát liền từ biệt bốn thầy trò, trở về Nam Hải. Phong ba đã qua, bốn thầy trò Đường Tăng lại hòa hảo như trước, và vui vẻ thu xếp hành lý từ biệt dân làng, tiếp tục lên đường sang Tây Thiên. Ngày tháng như thoi đưa, trải qua ngày hè nóng nực, đã tới cảnh thu sương gió. Chỉ thấy núi thẳm rừng sương cảnh thê lương, suối nước quanh co chảy đường trường, gió tây thổi bay làn mây nhẹ, lữ khách cô quạnh lạnh thấu xương. Bốn thầy trò dẫn nhau lại đi được một quãng đường nữa, nhưng dần dần cảm thấy hơi nóng bốc lên ngút người. Đường Tăng dừng ngựa nói, hiện nay đang trời thu sương lạnh, tại sao lại thấy nóng nực? Thế ra thầy không biết à, lối sang Tây Thiên có một nước Sihali là nơi mặt trời lặn, người ta vẫn gọi chỗ này là chốn chân trời. Cứ đến giờ Thân giờ Dậu, quốc vương sai người lên thành đánh trống giúp Tô Bà lẫn với tiếng nước biển reo. Mặt trời là Thái Dương chân hỏa, lặn xuống vùng biển Tây này như lửa chìm xuống nước sôi lên sùng sục. Nếu không có tiếng trống tiếng Tù Và đánh lẫn vào, trẻ con trong thành sẽ bị phát sốt lên mà chết. Con thấy chỗ này khí nóng hun người như thế, có lẽ đã tới nơi mặt trời lặn rồi. Nghe Bát Giới nói vậy, hành giả nhịn không được cười lên và nói, chú ngốc đừng tán nhảm, nếu bàn tới nước Sihali hãy còn xa lắm. Cứ như sư phụ nhà mình, sớm ba chiều hai trùng trình thế này, phải từ nhỏ đến già, lại từ già đến trẻ ba lần như thế vẫn chưa tới nơi được. Thưa anh, cứ như anh nói không phải là chỗ mặt trời lặn, tại sao lại có cái nóng như lửa đốt thế này? Nhị sư huynh ạ, có lẽ tiết trời không thuận, mùa thu lại đảo sang mùa hạ nên mới như thế. Giữa lúc ba anh em Ngộ Không vừa đi vừa tranh luận với nhau như vậy, đã thấy ở cạnh đường có một tòa trang viên, mái ngói đỏ, tường gạch hồng, cánh cửa quang dầu, ván giường sơn son, mọi thứ đều đỏ loè cả. Đường Tăng xuống ngựa gọi, Ngộ Không, con hãy đến nhà người ta hỏi xem vì lẽ gì mà ở đây nóng nực như vậy. Hành giả giấu gậy như ý đi, chỉnh lại áo xiêm, đi đến trước cửa trang viên. Thấy một ông già mày rậm mắt xanh, tay chống một cây gậy trúc đang tươi cười đi ra. Bất chợt, gặp hành giả đi đến, ông già kia giật nảy mình lên và giọng gậy quát hỏi, nhà ngươi làm ma quái ở đâu, đến cửa ta làm gì? Hành giả đáp lễ nói, thưa lão thí chủ, tôi không phải ma quái gì đâu. Bần tăng là người nhà đại đường bên Đông Thổ, được khâm sai sang Tây Thiên lấy kinh. Tất cả có bốn thầy trò đến quý phương đây, thấy thời tiết nóng nực, không hiểu vì sao,
hai là cũng không biết nơi đây là chỗ nào, nên đến bái kiến xin lão thí chủ chỉ giáo cho một vài lời. Nghe hành giả nói vậy, ông già kia mới yên tâm cười lên rồi nói: xin sư trưởng thứ lỗi cho, lão đây hoa mắt không rõ tôn nhan. Không dám, không dám. Ông già kia lại hỏi: sư phụ nhà ta đang ở đâu? Người đứng ngay ở trên đường cái về phía nam đấy. Thế thì xin mời vào đây, vào đây. Hành giả vui mừng giơ tay vẫy gọi. Đường tăng liền cùng với bát giới Sa tăng dắt ngựa trắng quẩy hành lý đến trước cửa làm lễ chào ông già. Ông già thấy đường tăng vẻ người đẹp đẽ, mà bát giới và Sa tăng tướng mạo lại kỳ lạ, trong lòng đang nửa mừng nửa lo, nhưng cũng mời cả vào trong nhà, gọi trẻ em bưng chè, một mặt lại bảo người nhà sửa soạn cơm chay. Tam Tạng nghe tiếng đứng dậy cảm ơn và nói: dám xin hỏi cổ, quý sứ đã sang thù, sao lại còn nóng nực thế? Chưa biết ông chủ nhà sẽ trả lời như thế nào. Xin mời các bạn theo dõi tiếp trong buổi sau.